Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tử Vi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ ấn vào nút đăng ký, đồng thời ấn vào biểu tượng hình quả chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất, hấp dẫn nhất từ kênh Tử Vi nhé. Chi tiết về Tử Vi năm 2023 của những người tuổi Canh Tí. Thứ nhất, đánh giá tổng quan về năm 2023. Những người tuổi Tý nói chung khi bước sang năm 2023 Quý Mão phạm phải cục diện Tý Mão tương hình với nhau nên vận trình cả năm có rất nhiều những chông gai và thử thách. Thế nhưng những người tuổi Canh Tý 1960, vận trình của những người này vẫn tương đối ổn định và hành thông. Với những người tuổi Canh Tý vẫn đang còn làm việc, công tác thì vận trình diễn ra tương đối đẹp, bản mệnh mang về nguồn thu nhập ổn định, không cần quá lo lắng toàn tính vất vả điều gì. Năm 2023, tuổi Canh Tý có các bộ sao Lưu Hồng Loan, Lưu Đào Hoa, Lưu Lục Tồn tại Tý, cho thấy vận trình tài chính tài lộc của những người này trong năm không cần phải lo lắng điều gì quá lớn, bởi nhờ vào sự nỗ lực cố gắng phấn đấu từ những năm vừa qua đã đem lại cho những người tuổi Canh Tý một khoản thu nhập rất ổn định và đều đặn. Cùng với những kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng được tích lũy theo thời gian, giúp cho con giáp này có được sự ổn định và thăng hoa. Còn với những người tuổi Canh Tý đã về hưu thì cuộc sống có nhiều sự thay đổi, tuy nhiên chủ yếu là các thói quen liên quan tới sinh hoạt, không có điều gì phải quá lo lắng. Bản mệnh nên dành nhiều thời gian cho người thân, cho bạn bè để có một tinh thần thoải mái nhất. Về phương diện thiên can, tuổi Canh Tý có thiên can là Canh, ngũ hành thuộc kim, gặp năm 2023 thiên can là quý, ngũ hành thuộc thủy. Canh gặp quý là chủ về tương sinh, thủy của quý sẽ được kim của canh tương sinh. Tuy nhiên canh tí lại bị sinh xuất nên chưa có phần tuyệt hảo nhất. Năm 2023 canh tí sẽ được quý nhân giúp đỡ nên sẽ được như ý nguyện. Năm nay dự định làm việc gì khi thực hiện ắt sẽ được may mắn và tốt lành. Còn về phương diện địa chi, tuổi Canh Tý địa chi là Tý, gặp năm 2023 Quý Mão địa chi là Mão. Tý và Mão là chủ về tứ anh xung với nhau nên những người tuổi Canh Tý với phương diện địa chi chủ có nhiều bất lợi trong tất cả mọi công việc, có hạn thị phi đưa tới. Do năm Mão với ngũ hành của Mão là Mộc, còn ngũ hành của Tý là Thủy nên Thủy sẽ tương sinh cho Mộc, do đó người tuổi Tý sẽ bị sinh xuất nên về sức khỏe cũng như tiền bạc sẽ bị hao tổn. Về phương diện ngũ hành, Canh Tý có người thuộc thổ, gặp năm 2023 Quý Mão ngũ hành là kim. Ta thấy thổ sẽ sinh cho kim nên ngũ hành của Canh Tý sẽ tương sinh cho năm, và đây là trường hợp bị sinh xuất nên những người từ Canh Tý trong năm này có nhiều dự định mới có thể thực hiện một cách thuận buồm xuôi gió. Thế nhưng ngoài ra sức khỏe trong năm có phần bị hao tổn, tiền bạc có phần bị hao hụt. Về ngũ hành cung phi, nam mạng tuổi Canh Tý có cung phi là Khôn Thổ, gặp năm 2023 Quý Mão cung phi là Tốn Mộc. Khôn gặp Tốn là ngũ quỷ vô cùng xấu, cho thấy những người tuổi Canh Tý nam mạng năm 2023 chủ về có nhiều sự thị phi, tình cảm bị chia rẽ, mâu thuẫn bất hòa liên miên. Thêm vào đó công việc có kẻ tiểu nhân gièm pha, ghen ghét phá hoại. Nữ mạng tuổi Canh Tý có cung phi là Tốn Mộc, gặp năm 2023 Quý Mão cung phi cũng là Tốn Mộc. Hai Tốn gặp nhau là phục vị, là vô cùng tốt. Xét thấy nữ mạng tuổi Canh Tý, mọi việc trong năm diễn biến bình thường, mọi việc không nên thay đổi và cũng không cần phải lo lắng quá nhiều. Về phương diện sự nghiệp của những người tuổi Canh Tý, năm 2023 Quý Mão là một năm tốt về mọi mặt của những người tuổi Canh Tý. Đặc biệt trong chuyện làm ăn thì họ sẽ nhận được rất nhiều cơ hội để có thể phát tài, phát lộc. Đồng thời trong năm này nếu có gặp trắc trở nào thì đều được giải quyết nhanh chóng và ổn thỏa. Ngoài ra, những người này sẽ gặp được đối tác lớn và tin cậy. Tuy vậy tuổi Canh Tý cũng cần phải tính toán kỹ càng và có cái nhìn thấu đáo trước khi tiến hành đầu tư hay là kinh doanh. Về phương diện tài vận của những người tuổi Canh Tý trong năm 2023. Về mặt tài chính thì tuổi Canh Tý sẽ không cần phải quá lo lắng nhiều trong năm 2023 Quý Mão này. Chỉ cần những người này làm việc chăm chỉ thì tiền sẽ vào như nước chảy. Mọi kiến thức tích lũy trước đây sẽ là trợ thủ đắc lực giúp những người này dễ dàng có được mối làm ăn béo bở.
Thế nhưng dù kiếm được rất nhiều tiền, nhưng những người tuổi Canh Tý cũng nên biết cách tiết kiệm và chi tiêu đúng mực. Đó sẽ là một khoản đầu tư cho tương lai của bản thân hoặc cho con cháu, và cũng là để có thể phòng thân về sau này. Về phương diện tình cảm, gia đạo của những người tuổi Canh Tý, tuổi Canh Tý sẽ có một cuộc sống gia đạo bình yên, hòa thuận và con cháu hiếu thảo trong năm 2023 này. Trong năm này, những người con, những người cháu xa quê sẽ đoàn tụ với gia đình. Đây sẽ là dịp mà những người tuổi Canh Tý sẽ cùng với con cháu quây quần bên nhau, rộn rã tiếng cười sau những năm tháng chia cách. Thêm vào đó, người tuổi Canh Tý sẽ có cơ hội gặp lại những người bạn, tri kỷ đã lâu không gặp. Cuộc tái ngộ này vô cùng ý nghĩa, khơi lại những kỷ niệm tươi đẹp, đáng nhớ. Còn về cuộc sống hôn nhân thì Canh Tý vẫn duy trì mối quan hệ tốt với nửa kia của mình. Giữa họ có sự hàn gắn, bền vững và tình nghĩa vợ chồng sâu đậm. Vì thế, những người bạn đời của những người tuổi Canh Tý sẽ là một người bạn đồng hành tuyệt vời cho năm 2023 này. Về phương diện sức khỏe, năm 2023, tuổi Canh Tý chăm sóc bản thân mình vô cùng tốt. Canh Tý luôn tuân theo chế độ ăn uống lành mạnh, tập thể dục thể thao điều độ. Do đó, dù ở ngưỡng tuổi trên 60, thế nhưng họ vẫn mạnh khỏe, trai tráng, phong độ và lịch lãm. Mặc dù vậy, Canh Tý vẫn cần phải thận trọng trong hành động, chú ý an toàn là trên hết. Ngoài ra cũng không nên lơ là chủ quan, làm việc hay vận động quá sức. Hãy nghỉ ngơi thư giãn đầy đủ, tiếp sức cho chặng đường tiếp theo.